Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 75 xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Hạ Trang 17 Phục Thứ Địa Tạng Nhược vị Lai Thế Trung Hữu Chư Quốc Vương Cập Bà La Môn Đẳng Năng tác như thị bố thí Hoạch phước vô lượng Cánh năng hồi hướng Bất vấn đa thiểu tất cánh thành Phật Hạ huống thích phạm chuyển luân chi báo Phần trước Chúng tôi Đã báo cáo tường tận rồi Ở trong đây Điều quan trọng nhất là tâm lượng Trong ngạn ngữ của Trung Quốc có nói lượng lớn thì phước lớn tại vì sao gieo phước nhỏ bố thí rất ít mà có thể được phước báo lớn như vậy đây là điều mà người bởi học phật chúng ta nghe thấy trên kinh nói những lời này thường không tránh khỏi hoài nghi sự hoài nghi này đều là do chúng ta dùng tâm ý thế gian để mà đo lường đâu biết được là sự việc này không phải dùng tâm ý thế gian mà có thể tưởng tượng được lý luận ở trong đây là bởi vì xứng tánh chỉ cần xứng tánh cho dù bố thí ít thật sự giống như là hạt bụi mảy lông đi nữa chẳng thấm tháp vào đâu nhưng công đức của họ đều là tận hư không khắp pháp giới sự thù thắng của phật pháp là ở chỗ này chỗ khó của phật pháp cũng là ở chỗ này khó ở chỗ phàm phu thường không thể mở rộng tâm lượng được lúc nào cũng là tâm lượng nhỏ tâm lượng nhỏ dù tu bố thí nhiều đi nữa thì phước báo cũng hữu hạn nếu như là tâm lượng lớn dù tu bố thí cực ích thì phước báo cũng không thể nghĩ bà đạo lý này phải thể hội cho thật kỹ trong chú giải có mấy câu nói Trang 17 đếm ngược đến hàng thứ ba Bắt đầu xem từ đoạn giữa Tôi đọc cho mọi người nghe Nhược bất vị tự cầu nhân thiên phước báo Chữ nhược là giả thiết Giả thiết là chúng ta nhất định Không phải vì cầu phước báo nhân thiên cho chính mình Mục đích của bố thí là gì? Tận hồi hướng pháp giới chúng sanh chỉ hy vọng tất cả chúng sanh được phước tất cả chúng sanh được lợi ích nhất định không có nghĩ đến chính mình thì phước báo bố thí của người này là lớn rồi tắt bớt vấn thí chi đa thiểu tất cánh thành phật dùng bốn chữ tất cánh thành phật này để miêu tả độ lớn phước báo của họ bởi vì phước báo của thế gian và xuất thế gian không có cái nào lớn hơn thành phật cả nói đến thành phật là phước báo đã đạt đến rốt ráo viên mãn rồi đạo lý này tóm lại chúng ta phải hiểu sau đó chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa sau cùng phật ở chỗ này đã làm một cái tổng kết thì cố địa tạng phổ khuyến chúng sanh đương tri thị học câu này là tổng kết đoạn phía trước bởi vì phía trước là nói nguyên nhân gieo nhân thiện được quả thiện quả báo thù thắng như vậy có người nào mà không mong cầu chứ tại vì sao chúng sanh cầu không được những gì mà chúng sanh tu không đúng như lý như pháp cho nên được phước hữu hạn nếu tu học đúng như lý như pháp sẽ được phước vô lượng vô biên nhưng lý luận và phương pháp nhất định phải thâm nhập kinh tạng không đọc kinh không nghiên cứu giáo lý thì làm sao có thể hiểu được lý luận này bạn làm sao có thể biết được phương pháp này cho nên chư phật bồ tát và các tổ sư đại đức xưa nay thường hay khuyến khích chúng ta không thể không đọc kinh sách đạo lý là ở chỗ này xem tiếp đoạn này dưới đây thứ hai là nam nữ thí phước mời xem kinh văn phục thứ địa tạng đây là lại gọi ngài bồ tát địa tạng thêm một lần nữa vị lai thế trung nhược thiện nam tử thiện nữ nhân ư ừ, phật pháp trung chủng thiểu thiện căn mau phát xa trần đẳng hứa sở thọ phước lợi bất khả vi dụ đoạn kinh văn này cũng thường làm cho đại chúng sinh nghi hoặc có rất nhiều người tự cho rằng mình đã gieo phước tu thiện ở trong cửa phật rất nhiều rồi tại vì sao không được phước trong lịch sử trung quốc người nổi tiếng nhất là lương võ đế cả đời lương võ đế tu bố thí Ai có thể sánh bằng chứ Ông lúc đó dùng quyền lực của mình Dùng uy thế của mình hộ trì Phật Pháp Xây dựng chùa diện Trong lịch sử ghi là Có đến 480 ngôi chùa Bình thường nhà Phật chúng ta thường nói Xây một ngôi tháp Đắp một bức tượng Phật Thì phước báo đó Là không thể nghĩ bà Huống hồ ông xây dựng được Đến 480 ngôi chùa Vậy thì chúng ta nghĩ xem Ông tạo được bao nhiêu bức tượng Phật Trong một ngôi chùa Tóm lại không thể nói thờ một bức tượng Phật ông tạo bao nhiêu bức tượng phật tượng bồ tát bố thí cúng dường người xuất gia ông rất ưa thích ủng hộ người xuất gia người nào xuất gia ông nhất định bố thí cúng dường trong sách có ghi là đến mấy chục vạn người Phước báo này bao lớn Tại vì sau khi về già Vẫn gặp phải đủ thứ Chuyện bất hạnh Dường như không giống với những gì Trên kinh này nói Phước báo nhất định là có Nhưng nghiệp lực của ông Thì không thể chuyển trở lại được đây là nguyên nhân gì tâm lượng không lớn không có trí huệ cái này nhà phật thường gọi là tu phước mà không tu huệ ông là tu bố thí tài hình như cũng có bố thí pháp nhưng tóm lại là thiếu trí huệ tâm lượng không đủ lớn cho nên khi tổ sư đạt ma gặp ông thấy thái độ của ông dùng cách nói hiện nay để nói là rất đáng tự hào ông đã tạo rất nhiều việc tốt trong cửa phật như vậy là rất đáng tự hào khoe khoang những sự nghiệp mà mình đã làm mới hỏi tổ sư đạt ma công đức của tôi như vậy có lớn không tổ sư đạt ma nói với ông hoàn toàn không có công đức lời tổ sư đạt ma nói là chân thật vì sao hoàn toàn không có công đức vậy vì ông có thái độ kiêu mạn nên không có công đức rồi đạo lý này phải hiểu bố thí thật sự là có công đức nhưng vừa ngạo mạn là xong rồi Liền mất hết công đức Kiêu mạn là lửa thiêu cả rừng công đức Tổ sư Đạt Ma là người rất tuyệt vời Nói chuyện với Lương Võ Đế thấy không hợp căn cơ Lương Võ Đế không hộ trì Ngài Cho nên sau khi Ngài rời đi Đến chùa Thiếu Lâm Ngồi nhìn vào chết Không có người nào biết vì tổ sư như vậy đến Trung Quốc mà không có ai biết Không có ai hộ trì Chính năm ngồi nhìn vào vết Kể ra quá giỏi Để được một người là huệ khả Và truyền pháp cho Nếu như năm xưa lương võ đế hộ trì ngài Thì thiền tông đã phát huy rạng rỡ sớm rồi Không đến nỗi phải đợi đến đời thứ sáu là huệ năng đã phát huy rạng rỡ từ lâu rồi không có người biết đây là do không có huệ nhãn lương võ đế không nhận ra người nên đã bỏ lỡ qua cơ hội gieo phước đức lớn chân thật không có hộ trì tổ sư đạt ma bỏ lỡ cơ duyên rồi mấu chốt là ở khiêm tốn cung kính tâm lượng rộng lớn đây đều là sự biểu hiện của trí huệ cho nên nhìn từ trên thái độ của lương võ đế ta thấy ông không có trí huệ tâm lượng rất nhỏ đây là làm rất nhiều việc bố thí mà được phước không lớn nguyên nhân là ở chỗ này trong câu kinh văn này có một chữ rất then chốt mọi người phải xem cho rõ ràng đó là chữ thiện hoàn toàn không có nói nhược nam tử nữ nhân ư ừ, phật pháp trung chủng thiểu thiện căn mà là thiện nam tử thiện nữ nhân chữ thiện chính là chữ mấu chốt tiêu chuẩn của thiện là gì Tịnh nghiệp tam phước Trong quán vô lượng thọ Phật Kinh Đã dạy rất rõ ràng Tiêu chuẩn thiện của thế gian Nhất định phải làm được bốn câu Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từ tâm không giết hại Tu mười nghiệp thiện Người như vậy mới là kẻ thiện nam Người thiện nữ Cho nên Phật Pháp nói thiện là có tiêu chuẩn đàng hoàng. Nếu như chỉ nói kẻ nam người nữ mà không có nói chữ thiện vì thì người bình thường chúng ta đều có phần rồi. Nếu như thêm vào chữ thiện thì chúng ta hãy suy nghĩ xem mình có hợp với tiêu chuẩn này hay không. Nhưng kinh này là kinh đại thừa. Không những là kinh đại thừa, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ từ đầu đến cuối có thể nói nó là đại kinh nhất thừa liễu nghĩa hay nói cách khác tiêu chuẩn của thiện còn phải nâng cao nữa nâng cao thêm một cấp nữa là thiện nhị thừa chính là thanh văn duyên giác người trung quốc gọi là la hán bích chi phật thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi đây là thiện nhị thừa ba câu này chúng ta có làm được hay chưa còn phải nâng cao lên nữa kinh này là kinh đại thừa tiêu chuẩn thiện của đại thừa còn phải thêm bốn câu phá tâm bồ đề tinh sâu nhân quả độc tụng đại thừa đây là tự lợi tự lợi sau đó mới lợi người đây là bồ tát đại thừa Lợi người Vậy mới là khuyến hóa tất cả chúng sanh Kẻ thiện nam người thiện nữ là cái tiêu chuẩn này Hay nói cách khác 11 câu của tịnh nghiệp tam phước Thấy đều làm được rồi Vì thì còn vấn đề gì nữa chứ Chúng ta vừa rồi mới nói tâm lượng lớn thì phước lớn Người ta phát tâm bồ đề Tâm bồ đề là tâm lượng lớn tâm bồ đề hoàn toàn không có tâm gì mình không có tự tư tự lợi tự tư tự lợi là mê hoặc là tâm luân hồi là tâm phạm phu niệm niệm luôn nghĩ gì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đây là tâm bồ đề cho nên người như vậy gieo một ít cõi lành trong phật pháp ít đến mức nào vậy như mau phát sa trần mau là sợi lông trên người chúng ta thí dụ ít phát là tóc một sợi tóc sa trần một hạt cát một mảy bụi đây là hình dung bạn gieo căng lạnh ít ít đến cùng cực rồi tuy ít như vậy nhưng phước mà bạn nhận lợi ích mà bạn đạt được là không có gì so sánh được không cách gì nói hết được ngay cả phật cũng không thể nói hết được cho nên mọi người phải biết tam bảo là ruộng phước đứng đầu trong mười pháp giới Nhưng Phật Pháp truyền đến ngày nay Đã truyền được 3.000 năm rồi Nên không thể tránh khỏi biến chất Chúng ta thử xem thế gian này hiện nay Bất luận hàng hóa gì Vừa mới chào hàng là sản phẩm tốt nhất Để quảng bá thương hiệu Qua một vài năm thì biến chất rồi Giả mạo cũng nhiều Nhất định là không bằng lần đầu tiên chào hàng Phật Pháp đã truyền 3.000 năm rồi Thì sao không biến chất cho được chứ Là điều khó tránh khỏi Nhất là vào thời kỳ mạt Pháp Đúng như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói Thời đại này của chúng ta Tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông hằng Trên hình thức Là đạo tràng Phật Pháp Nhưng trên thực chất thì chưa chắc Cho nên nếu bạn muốn gieo phước trong cửa Phật Thì phải xem cho rõ ràng Trong đạo tràng này Có đạo hay không? có người tu hành chân thật ở trong đây hay không nếu không thì bạn gieo phước là đã gieo sai nơi rồi bạn đã nhận sai ruộng phước rồi bạn gieo xuống tương lai không được phước thì bạn không nên trách phật dạy sai phật không dạy sai là do chính bạn lơ là sơ ý xem đồ giả mạo cho là đồ thật cái này phải trách bản thân bạn cho chính bạn lơ là sơ ý không biết hàng thật bạn bị mắc lừa bị thiệt thòi thế nhưng muốn chân thật biết hàng thì cũng không phải là chuyện đơn giản bạn phải có trí huệ bạn phải có kiến thức trí huệ và kiến thức có được từ đâu đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đó chính là vì người diễn nói Vì người diễn nói có lợi ích rất lớn Nghĩa là dạy và học cùng nhau phát triển Không thông qua dạy học Thì việc mở trí huệ sẽ rất khó khăn Nếu như bạn thật sự phát tâm dạy học Nhiệt tâm dạy học Thì cơ duyên khai mở trí huệ sẽ nhiều nếu bạn không dấn thân vào công tác dạy học thì cơ hội này sẽ rất ít trong khi bạn dạy học lúc bạn chuẩn bị lúc bạn sưu tập tài liệu tham khảo nó thường hay giúp bạn giác ngộ thế nhưng bạn không dạy học thì bạn sẽ không đi tìm những thứ này trong quá trình dạy học bạn cùng với người tiếp nhận dạy học bên này hỏi bên kia trả lời lắng nghe vấn đề họ nêu ra sẽ thường hay giúp mình giác ngộ cho nên ở trong sư đạo thường nói sư tư đạo hiệp nghĩa là thầy dạy học trò còn học trò thì giúp thầy mở trí huệ giúp thầy khai trí huệ giúp thầy tăng đức hạnh tạo nên cơ hội cho thầy như vậy mới gọi là dạy và học cùng nhau phát triển đôi bên cùng hỗ trợ nhau tiến triển phải hiểu được cái đạo lý này trong chú giải ở chỗ này có trích dẫn và căn cứ kinh luận Đã nêu ra rất nhiều thí dụ Mấu chốt ở trong những thí dụ này Phải coi tâm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi Các vị nhớ kỹ 10 chữ này Dùng loại tâm này để bố thí, cúng dường, tu phước thì quả báo sẽ giống như trên kinh này nói vậy Tâm thanh tịnh không có ô nhiễm Tâm bình đẳng không có phân biệt Không có ô nhiễm không có phân biệt Đây là tâm trùm khắp hư không Lượng khắp pháp giới Cho nên họ sẽ được phước rất lớn xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ phật hình tượng, bồ tát hình tượng, bích chi phật hình tượng, chuyển luân vương hình tượng, bố thí cúng dường đắc vô lượng phước, thường tại nhân thiên thọ thắng diệu lạc. kinh địa tạng lưu thông rất là phổ biến rất rộng đại khái đồng tu học phật đều đã từng đọc qua kinh này xem thấy trên kinh nói phước báo của bố thí cúng dường cho nên rất thích tạo hình tượng phật bồ tát Tạo tượng được phước báo rất lớn. Tên kinh nói thường sanh giàu, cõi trời người, vậy là không bị đọa ba đường ác. Đa số người hàng ngày niệm Phật vẫn phải bị đọa ba đường ác. Ngài chị có thể thử xem trong đoạn tổng kết sau cùng của cuốn đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương sớ sao do pháp sư quán đảnh nói năm xưa lúc tôi học bộ kinh này tôi xem thấy chương này thì vô cùng hoài nghi Liền thỉnh giáo thầy lý Tôi nói tôi đọc không hiểu Nghe nói người học Phật có 100 loại quả báo Câu đầu tiên chính là niệm Phật đọa A Tỳ địa ngục Tôi không hiểu Niệm Phật vượt báo này rất lớn Sao có thể đọa địa ngục A Tỳ chứ Đây là việc không thể Lý lão sư nghe tôi hỏi như vậy Thầy bảo Ông hỏi rất hay Vấn đề ông hỏi này rất quan trọng Tôi sẽ không trả lời cho ông Đợi đến khi giảng kinh sẽ nói với mọi người tại vì sao họ làm như vậy vẫn bị đọa địa ngục nguyên nhân là dùng tâm địa ngục để tu phước nên vẫn phải đọa địa ngục tâm địa ngục là gì tham sân si tại vì sao họ bố thí cúng dường hình tượng phật bồ tát là nhìn thấy cái lợi ích này quá lớn là giống như làm ăn buôn bán vậy đây là một vốn nghìn lời vì không làm là không được họ dùng cái tâm như vậy chứ không phải là thiện tâm kẻ thiện nam người thiện nữ họ đã quên mất chữ thiện rồi dùng cái tâm tham sân si dùng cái tâm làm ăn buôn bán tham lợi nhuận như thì làm sao được chứ cư sĩ lâm chúng ta cư sĩ lý nói với tôi trước đây cư sĩ lâm có một số vị giám đốc quản lý đạo tràng này nhưng họ không hiểu phật pháp họ quản lý đạo tràng này giống như quản lý công ty kinh doanh vậy đạo tràng này mỗi năm phải thu nhập là phải bao nhiêu tiền số tiền này làm sao để cho nó sanh lợi tức làm sao khiến cho nó đẻ ra tiền cho thật nhiều mục đích là ở chỗ này chẳng có nghĩ đến làm việc đạo cho nên quỹ của đạo tràng này tích lũy được rất nhiều khi cư xử lý lên quản lý ông đem số tiền này tiêu hết toàn bộ có rất nhiều người khi nhìn thấy rất không hài lòng trong mắt của họ thì cư sĩ lý là đứa con phá hoại thế nhưng nhìn thấy đạo tràng ngày nay hưng dưỡng như thế này thì tôi tin là họ cũng sẽ dần dần giác ngộ trở lại Hết thảy cúng dường Là để cho bạn làm vào diệt đạo Cư sĩ Lâm Mỗi ngày ba bữa Cúng dường đại chúng miễn phí Ai dám làm chứ Không ai dám làm cả Cửa thiện này khi mở ra Về sau sẽ thu xếp như thế nào làm gì có nhiều tiền như vậy để cúng dường cho nên bạn không có trí huệ thì không được bạn không có niềm tin bạn sẽ không dám làm cư xử lý có trí huệ có niềm tin từ lúc khai trương cho đến nay chưa hề mua gạo chưa hề mua rau chưa hề mua, rau, chưa hề mua dầu mọi người biết là cư sĩ lâm làm việc tốt như thế này thì hiện nay trên thế giới đây là chỗ đầu tiên không có chỗ thứ hai mỗi ngày ba bữa quanh năm suốt tháng không thiếu ngày nào bất luận bạn có tin phật hay không bạn đến nơi này để ăn tiệc tự chọn bạn đều có ăn tôi nghe nói còn có người kéo cả nhà đến ăn cho nên những gia đình ở gần cư sĩ lâm có thể không cần nhóm bếp nhưng đến nơi này là chỉ ăn chay mà thôi bạn thích ăn chay thì cứ đến bạn không thể ăn chay thì vô phương rồi cho nên có rất nhiều đồng tu tự động tặng gạo tặng dầu tặng rau bạn xem thức ăn chất cao như núi ăn không hết Ăn không hết Thì lại sợ hư mất Nên phải đem tặng cho diện dưỡng lão Cho cô di diện Phải đem xe chở đi tặng Ăn không hết Đồ ăn Ăn rất ngon Tôi đã ăn qua vài lần rồi Có khi họ muốn làm vài món đặc biệt cho tôi Tôi nói không cần Thức ăn dưới đó dọn lên Tôi ăn thử xem Ăn thấy rất ngon đích thực là bố thí cúng dường phước báo này là lớn rồi không phải như hầu hết mọi người mỗi ngày cứ tính toán so đo từng tí làm vậy thì bạn có thể được bao nhiêu lợi ích bố thí càng bố thí sẽ được càng nhiều bạn bố thí tài sẽ được nhiều tài bố thí pháp sẽ được nhiều pháp cho nên cái đạo tràng cư sĩ lâm này, ngày đây mọi người đến nơi đây để tham quan, thấy nó bên đó hưng dượng con người hưng dưỡng nên tài cũng hưng dượng Tại vì sao lại hưng dượng như vậy? Cho bố thí, gieo phước. Tâm lượng của cư sĩ lý rộng lớn, ông cũng muốn xây dựng thôn di đà. Người sống ở trong thôn Di Đà Chỉ có một điều kiện là niệm Phật Chỉ cần chịu niệm Phật Chứ không cần điều kiện gì khác Không thu một xu nào Nuôi bạn đến già Cúng dường tứ sự Họ đều làm tốt hơn so với chính sách phúc lợi Của bất kỳ chính phủ quốc gia nào Trên toàn thế giới ngày nay Quốc gia nào chăm sóc người già Cũng không thể sánh bằng cư sĩ lâm được rồi dưỡng lão đối với người già, phúc lợi cho người già là đứng đầu trong thiên hạ. Bạn là người nước ngoài, chỉ cần lấy được thẻ lưu trú hợp pháp của Singapore, đệ tử Phật nhất định tuân thủ pháp luật, không được phép làm chuyện phạm pháp. lấy được thẻ lưu trú hợp pháp, thì là di đà cũng nuôi bạn đến già. Bạn sống ở nơi đây thân tâm yên ổn Có thể bảo đảm bạn giảng sanh Khi ở trong đó thì tương lai bạn nhất định thành Phật Chắc chắn làm Phật Là một đạo tràng đứng đầu thế giới Tối hôm qua ông có nói chuyện với tôi Quyết định lập viện Phật học Con làm đơn xin chính phủ Ý tưởng của ông là một năm học dự bị, học chính thức ba năm, nghiên cứu sinh ba năm, thời gian giáo dục là bảy năm. Học trò vào nơi này là hoàn toàn miễn phí. Việc ăn mặc, chỗ ở, đi lại đều là do diện Phật học cúng dường, không thu một xu nào. Trên thế giới ai dám làm viện Phật học kiểu này Trường học nào cũng phải thu học phí Cũng phải trả phí sinh hoạt Còn viện Phật học này thấy đều chẳng thu gì cả Là hiếm có đứng đầu thế gian Đạo tràng như vậy Bạn tu một chút phước ở trong đây Đó là thân sự đã gieo ruộng phước rồi cho nên một đạo tràng chúng ta vào quan sát đầu tiên phải quan sát nó có đạo phong hay không nó có học phong hay không trong đạo tràng này họ học là điều gì họ tu là điều gì có phải chăm chỉ học tập nghiêm túc tu trì hay không Nếu như đại chúng trong đạo tràng này Là chăm chỉ học tập nghiêm túc tu trì Thì đây là đạo tràng đúng như Pháp Tu phước ở trong đạo tràng này Thì quả báo mới tương ưng với trên kinh đã nói Có hoàn toàn tương ưng Tương ưng viên mãn hay không Chưa chắc Đó là vì sao? Thử xem có phải bạn là kẻ thiện nam người thiện nữ không? Ruộng phước không sai, ruộng phước là đích thực. Nhưng nếu bạn là dùng cái tâm một vốn nghìn lời để vào trong đây gieo phước thì bạn được phước là nhỏ rồi. Là không tương ưng với lời Phật nói trên kinh. Bạn nhất định sẽ được phước, nhưng phước không lớn. Nếu như bạn thật sự phát tâm Bồ Đề không vì chính mình mà vì chúng sanh vì phật pháp thường trụ ở thế gian tuyệt đối không vì lợi ích của chính mình thì phước có được sẽ giống như trên kinh đã nói cho nên gieo phước điều đầu tiên là ruộng phước đích thực điều thứ hai là bạn có thiện tâm đích thực thì phước báo này mới là viên mãn Cho nên sau cùng trong chú giải Ở chỗ này Ngài nói Dĩ Phật Bồ Tát đẳng giáo nhân xuất khổ Thì chúng sanh kính điền Chỗ này Ngài đã nói Kính điền và ân điền Các vị đồng tu hãy tự mình xem chú giải Trong chú giải có mấy câu nói rất quan trọng Tôi đọc qua là được rồi Trang 20 Hàng thứ hai Bắt đầu xem hàng thứ hai Đại luận vân Đại luận chính là đại trí độ luận Trong đại trí độ luận Có đoạn nói là Tài vi ác tâm nhân duyên Tại vì sao tiền của thường hay gợi lên tâm tham của con người? Tâm tham là đứng đầu trong tam độc. Vô lượng vô biên phiền não đều sanh khởi lên từ chỗ này. Cho nên tham là nhân duyên của tâm ác. Thường ưng tự xã Một người thông minh có trí huệ Họ biết sự họa hại của tham Cho nên họ có thể thường hay xã Có thể buông xả tâm tham Hà huống thí đắc đại phước Nhi bất bố thí Đâu có đạo lý này Tham là họa hại Bố thí là phước lớn Bạn bố thí là xa lìa họa hại Lại được phước lợi Thì người có trí huệ Làm sao họ không làm chứ Sang vi Hùng suy tướng Vi chi sanh ưu úy Keo kiệt Bổn xỉn Là bạn có Mà không nợ bố thí Không chịu làm việc tốt Đây là Tướng xấu suy yếu nó đem lại lo lắng sợ hãi cho con người người có tiền lo sợ tiền của của mình mất hết mỗi ngày cứ lo được lo mất hồi hộp lo âu tôi thường hay nghe người ta nói người làm ông chủ lớn trên thương trường mỗi ngày đến tối không uống thuốc ngủ thì không thể ngủ được là do nguyên nhân gì lo lắng quá độ vậy thì bạn xem chẳng phải là tiền của đã hại họ sao uống nhiều thuốc ngủ rồi thì đâu có lý nào không bị ung thư chứ nó sinh ra tác dụng phụ thật sự là tướng chẳng lành suy yếu lời phật nói không sai tẩy chi dĩ thí thủy tắc vi sanh phước lợi bài kệ này trong đây có hai bài kệ dùng phương pháp gì để tẩy rửa sạch lo lắng sợ hãi của bạn vậy bố thí bố thí có thể sanh ra phước lợi lớn cho bạn phước vô lượng tại vì sao không chịu bố thí không chịu bố thí vì không biết lợi ích của việc bố thí nên họ không chịu bố thí biết được cái hay của bố thí biết được lợi ích của bố thí thì bạn sẽ thích bố thí thường xuyên làm việc bố thí hết lòng hết dạ bố thí thì phước báo không có cùng tận hiện tượng này trong các đoàn thể Các vị thử xem Cư sĩ Lâm Thử xem tịnh tông học hội Sự thật này Bày ngay trước mắt chúng ta Về cá nhân Thì các vị có thể nhìn xem Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Bạn cũng có thể thử xem tôi Tôi học Phật là học bố thí Ngày đầu tiên đại sư chương gia gặp mặt tôi Đã dạy tôi tu bố thí Và tôi cũng thật sự biết nghe lời Ngài có trí huệ Nhìn thấy tôi không có phước báo Hơn nữa còn bị đoản mạng Nên thương xót tôi Khuyên tôi tu bố thí ngày nay tôi có được chút phước báo là do trong đời này tu bố thí mà ra chứ không liên quan gì đến đời quá khứ chúng ta hiện nay là sáng tỏ phật pháp hiểu được chút nhân quả con người này của tôi trong đời quá khứ có lẽ là tu huệ mà không tu phước có một chút trí huệ cho nên thầy nói điều gì Tôi nghe qua liền hiểu ngay Đời này là vô cùng gian khó Chúng tôi trải qua những tháng ngày gian khổ Ngay cả nằm mơ các vị cũng không thể nghĩ ra Hôm qua tại Cư sĩ Lâm Thầy Vĩnh đến kể cho tôi nghe Thầy đi về Đại Lục viếng thăm Nhìn thấy căn nhà đó Của Pháp Sư Ấn Quang Nhà đóng cửa tối đến không có đèn Bàn đọc sách viết chữ tựa vào cửa sổ Để mượn ánh sáng bên ngoài Thầy nhìn thấy rất là cảm động Ngày nay chúng ta có nhiều thiết bị chiếu sáng như vậy Còn chê bai người hiện nay phước báo hưởng thụ vật chất quá lớn rồi tôi liền kể cho thầy nghe lúc chúng tôi còn nhỏ đi học lúc học trung học ở quý châu là thời kỳ kháng chiến buổi tối ôn bài là thắp đèn dầu một ngọn đèn cỏ ánh sáng đó không bằng đèn cày một ngọn đèn cày nếu như dùng đèn dầu cỏ để thắp thì phải cần gần 5 ngọn đèn cỏ thấp lên thì độ sáng đó mới bằng cây đèn cày Một ngọn đèn cỏ Thời đó chúng tôi thắp dầu trẩu Độ sáng chỉ bằng 1 phần 5 ngọn đèn cày Chúng tôi đọc sách là như vậy Các bạn không thể tưởng tượng được người hiện nay có phước mà không chịu đọc sách chúng tôi thời đó nghèo đến mức đó mà vẫn thích đọc sách phía sau cũng là một bài kệ trong đại trí độ luận chúng ta hãy đọc qua nó một chút là hàng sau cùng trong chú giải đại luận vân nhân tu bố thí giả danh văn mãn thập phương trí giả sợ ái kính nhập chúng vô sợ úy mạng chung sanh thiên thượng cửu tất đắc niết bà lời phật nói là chân thật phật dạy bồ tát cách sống sáu ba la mật chính là cách sống của bồ tát điều đầu tiên chính là bố thí bố thí chính là xã buôn xã bạn liền được thanh tịnh mát mẻ tự tại liền khai trí huệ con người không chịu bố thí tầm nhìn rất nhỏ luôn nghĩ lợi cho mình thì người này làm sao có thể khai trí huệ được chứ là điều không thể Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Nhược năng hồi hướng Pháp giới Thị nhân phước lợi bất khả vi dụ Chúng ta xem lời trong chú giải đói trước Đoạn chú giải này chỉ có ba hàng Đại luận vân Phật thuyết nhị chủng thí trung hai loại thí chính là bố thí tài và bố thí pháp pháp thí vi đệ nhất dĩ tài thí quả báo hữu lượng pháp thí quả báo vô lượng tài thí dục giới báo pháp thí tam giới báo diệt xuất tam giới báo đây là trước tiên trích dẫn lời trong đại trí độ luận nói sau đó lại nói nhược bất cầu danh văn tài lợi lực thế bạn bố thí không phải để cầu danh cũng không phải để cầu tài cũng không phải để cầu lợi cũng không phải để mong cầu địa vị quyền lực bạn chẳng mong cầu thứ gì đảng vi học phật đạo phật đạo là gì là trí huệ chân thật giải thoát chân thật chỉ vì đoạn phiền não chỉ vì đoạn dứt lo âu được thanh tịnh tự tại hạnh phúc đây là Phật đạo, Hoàng đại từ bi tâm độ chúng sanh lão bệnh tử khổ, thì danh thanh tịnh pháp thí, vậy là đúng như lý như pháp rồi. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chẳng mong cầu gì giúp đỡ tất cả chúng sanh đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn đây là bố thí pháp thanh tịnh trong bố thí pháp có bố thí tài chúng ta bỏ tiền bỏ sức là bố thí tài chủ ý của chúng ta là bố thí pháp không có mảy mây dục vọng mong cầu là không có luôn nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh là nghĩa vụ mà chúng ta cần phải làm trò khi giúp đỡ những người nào đó thì nhất định không có tâm thiên lệch bố thí một cách bình đẳng thanh tịnh cho nên tôi thường hãy khuyên các đồng tu tầm nhìn phải xa rộng sự hoàn truyền phật pháp lợi ích chúng sanh ở mức thấp nhất là chúng ta phải lấy chúng sanh trên toàn thế giới làm đối tượng chứ không phải một khu vực nào đó bạn nhất định phải mở rộng tâm lượng nếu như chỉ lấy một khu vực khu vực này tốt còn khu vực khác thì nghèo cùng lạc hậu thì thế giới này dính viễn không thể hòa bình được rồi cho nên cần phải chăm sóc toàn diện giáo dục toàn diện nâng cao toàn diện Khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể phá mê khai ngộ Thì xã hội mới có thể được an định Thế giới mới có thể được hòa bình vĩnh cũ Tuy là tất cả chúng sanh Gieo nhân trong đời quá khứ khác nhau Duyên của đời này khác nhau Nhưng giác ngộ thì được rồi đôi bên có thể chăm sóc hỗ trợ hợp tác lẫn nhau xóa bỏ mọi thứ tranh chấp sẽ tránh được mọi tai nạn nhược bớt nhĩ giả vi thị dịch pháp đây chính là nói bạn không có tâm đại từ bi tại vì sao bạn vào trong cửa phật bố thí Nghe trong cửa Phật nói Bố thí một Được quả báo đến cả dạng Thấy việc buôn bán này dễ làm Có thương vụ nào bỏ ra một vốn mà được dạng lời đâu Họ ra cửa Phật bố thí một vốn được dạng lời Nên dội đến bố thí Có chú ý này Chính là Pháp giao dịch nơi chợ búa Là dùng tâm đổi chát buôn bán hăng hái cầu lợi thấy đây là đúng chỗ rồi một vốn được dạng lời có thể kiếm được tiền to cái tâm này là nhất định sai lầm không tương ưng dưới đây lại nói phục thứ bồ tát tri chư pháp thực tướng như niết bàn bất tận bồ tát có trí huệ Sáng tỏ chân tướng Của tất cả Pháp Thế gian và xuất thế gian Niết bàn là tiếng phạn Ý nghĩa của nó là Bất sanh bất diệt Bất sanh bất diệt là thật Chứ không phải là giả Phạm cái gì có sanh có diệt Đều là giả không phải thật phước đức nhập chư pháp thực tướng cố nhi diệt bất tận làm sao để nhập vào tương ưng với thực tướng các pháp làm sao để tương ưng tâm tương ưng bạn khởi tâm động niệm lúc bố thí tương ưng với thực tướng các pháp hiện tượng của tương ưng là gì thanh tịnh không ô nhiễm thanh tịnh bình đẳng tuy làm việc bố thí mà không dính mắt vào bố thí bố thí là tướng phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng cho nên bất luận bạn tu bố thí kiểu gì nói thật ra tất cả pháp mà phật pháp nói đều là bố thí bố thí đã hàm chứa tất cả phật pháp phật dạy mọi người không ngoài ba loại lớn là bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý này cho nên những gì chúng ta tu học ở trong đời sống thường ngày không ra khỏi ba loại lớn này có thể dùng tâm thanh tịnh tâm chân thành phục vụ tất cả chúng sanh phục vụ xã hội phục vụ nhân dân chính là bố thí phải có tâm bố thí chỉ có phục vụ chứ không mong cầu lợi ích cho nên phật bồ tát là người làm công việc Giáo dục trí huệ thiên nguyện Học trò của Phật cũng như vậy Đây là nền giáo dục trí huệ Nền giáo dục thiện nguyện Cho nên được phước là không thể nghĩ bà Đây là thể nhập vào thực tướng các Pháp cố phước lợi bất khả vi dụ đây là phước báo chân thật lợi ích chân thật không có cách gì thí dụ cho được hồi hướng pháp giới hồi hướng chính là phục vụ gần đây giảng kinh hoa nghiêm đúng dịp dùng những quỷ vương thiên vương này để đại biểu cho thập hồi hướng thập trụ thập hạnh mà trong đại kinh nói là thành tựu trí huệ năng lực trí huệ đức năng của chính mình sau khi trí huệ đức năng thành tựu rồi thì phải chỉ đại vì đại chúng phục vụ vì đại chúng phục vụ liền gọi là hồi hướng hồi là mình hướng là người đem trí huệ đức năng của mình cống hiến cho xã hội, cống hiến cho tất cả chúng sanh, đây gọi là hồi hướng. Pháp giới là phạm vi. Phạm vi này là quá lớn rồi, không phải một quốc gia, một hành tinh, mà là tận hư không khắp pháp giới. Bạn xem tấm lượng này bao lớn. Cho nên phước đức Lợi ích của họ Là vô lượng vô biên Không có khác gì So với trên quả địa chư Phật như Lai Đoạn này là nói Phước mà bạn có được Khi tạo tượng Phật Tạo hình tượng Bồ Tát Tạo tượng chuyển luân Thánh Vương Cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật